Thưa quý vị và các bạn, thông qua địa chỉ email vtc9 đường dây nóng a@vtc.gov.vn và số hotline 0901812999, chúng tôi đã nhận được đơn thư và câu hỏi của khán giả ở Tây Ninh, Thái Bình và Tuyên Quang về trường hợp xin nghỉ việc thế nào mới đúng luật mà vẫn nhận được trợ cấp. Hành vi lắp camera chĩa thẳng vào nhà người khác sẽ bị xử lý như thế nào? Làm thủ tục sang tên khi người chuyển quyền sở hữu xe đang thi hành án phạt tù. Những đơn thư của khán giả sẽ được chúng tôi chuyển đến luật sư của VTC9 trả lời trong những chương trình tiếp theo. Mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng theo dõi. Và tiếp tục chương trình thì mời quý vị chúng ta hãy cùng nhau đến với những thông tin này của chúng tôi. Vâng, thưa quý vị và các bạn, và giờ đây xin được giải đáp những đơn thư và những ý kiến của quý vị khán giả đã gửi về cho đường dây nóng của chúng tôi. Thông qua đường dây nóng của chương trình, chúng tôi đã nhận được câu hỏi của khán giả Lê Hữu Hoàng có địa chỉ ở Đô Lương, tỉnh Nghệ An. Và khán giả này đã có chia sẻ như sau: tôi có thuê nhà trọ và chỉ ở một mình để đi học, có đăng ký tạm trú, hợp đồng thuê 1 năm. Khi mới thuê thì chủ trọ tính giá 3.500 đồng trên 1 kW điện, ở được 5 tháng sau lại tăng lên 5.500 đồng trên 1 kW. Tôi thấy mức này là khá cao và xin hỏi chủ nhà trọ có được tự ý đưa ra mức giá điện, pháp luật có quy định gì liên quan đến giá điện của người thuê nhà hay không? Và anh Lê Hữu Hoàng thân mến, để trả lời câu hỏi của anh thì chúng tôi đã kết nối đến với luật sư Hoàng Thanh Sơn, công ty luật Bảo Tín để giải đáp cho anh cũng như cho quý vị khán giả có chung những thắc mắc về vấn đề này. Mời anh và quý vị cùng theo dõi. Xin chào bạn Lưu Hoàng. Với câu hỏi của bạn thì luật sư tư vấn cho bạn như sau. Chủ nhà trọ có trách nhiệm thu tiền điện của người cho thuê nhà, người thuê nhà theo đúng giá bán lẻ điện trong hóa đơn tiền điện hàng tháng do công ty điện lực phát hành cộng thêm 10% cho tổn thất điện năng, chi phí chiếu sáng và bơm nước dùng chung. Khi chủ nhà trọ tính giá tiền điện đến 5.500 đồng 1 kW là không đúng quy định của pháp luật. Cụ thể là hành vi này có thể bị xử phạt hành chính từ 7 triệu đến 10 triệu đồng theo quy định tại khoản 6, điều 12, nghị định 134/2013, NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2013 quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực điện lực, an toàn đập thủy điện. Trường hợp cho sinh viên và người lao động thuê nhà có đăng ký tạm trú từ 12 tháng trở lên, đứng tên ký hợp đồng mua bán điện, thì người đại diện người lao động hoặc sinh viên thuê nhà ký kết hợp đồng mua bán điện với công ty điện lực phát hành hóa đơn trực tiếp cho người ở trọ. Như vậy là cái hành vi của người chủ nhà trọ tự ý điều chỉnh giá điện, phải khẳng định một điều là chủ nhà trọ không thể tự ý điều chỉnh giá điện như thế được, đó là vi phạm pháp luật hành chính trong lĩnh vực điện năng sử dụng điện, cụ thể bị phạt từ 7 đến 10 triệu đồng. Và thưa quý vị, cũng thông qua đường dây nóng của chương trình là 0901812999, chúng tôi nhận được ý kiến của khán giả Trần Anh Minh có địa chỉ tại Thường Tín, Hà Nội. Khán giả này chia sẻ là tôi là công nhân, có thuê nhà trọ, gần đây tôi thấy chỉ số tiêu thụ điện tăng một cách bất thường. Kiểm tra công tơ điện thì thấy khi ngắt hết các thiết bị điện trong phòng, nhưng công tơ điện vẫn quay. Công tơ điện có dấu hiệu bị sửa chữa. Tôi muốn hỏi trong trường hợp này thì tôi cần phải làm gì? Nếu đúng là công tơ điện bị sửa chữa thì chủ nhà trọ có bị truy cứu trách nhiệm hay không? Khán giả Trần Anh Minh và quý vị khán giả thân mến, với câu hỏi này, luật sư Hoàng Thanh Sơn, công ty luật Bảo Tín trả lời như sau. Xin chào bạn Trần Anh Minh. Với câu hỏi của bạn, luật sư xin tư vấn như sau. Căn cứ luật điện lực số 28 năm 2004, Quốc hội số 11 được sửa đổi bổ sung năm 2013, thì tại điều 7 quy định một số các hành vi cấm là hành vi trộm cắp điện. Nếu mà khi bạn phát hiện đấy công tơ của bạn mà bạn không sử dụng điện, tuy nhiên công tơ vẫn quay, thì bạn có thể, thứ nhất là bạn liên hệ ngay lập tức đến công ty điện lực nơi bạn cư trú, cấp quận huyện. Thứ hai, khi mà bạn phát hiện ra công tơ có dấu hiệu bị chỉnh sửa, can thiệp thì bạn có thể báo cho cơ quan chức năng. Cụ thể là hành vi trộm cắp điện thì có thể bị xử phạt theo quy định điều 12, vi phạm các quy định về sử dụng điện, nghị định số 134/2013/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2013. Cụ thể là phạt tiền từ 2 triệu cho đến 50 triệu đồng đối với các hành vi trộm cắp điện từ 1.000 kW đến dưới 20.000 kW. Hành vi trộm cắp điện đến từ 20.000 kW trở lên thì có thể chuyển xử lý hình sự theo khoản 1 điều 44 nghị định này. Ngoài ra thì các hình thức xử phạt chính cá nhân, các tổ chức vi phạm còn bị áp dụng các hình thức xử phạt bổ sung như là sự tịch thu tăng vật, phương tiện dùng để vi phạm đối với hành vi quy định tại khoản 5 và khoản 9 điều này. Ngoài các hình thức xử phạt hành chính buộc chủ sử dụng phải lắp các thiết bị đáp ứng đủ tiêu chuẩn, quy chuẩn đối kỹ thuật đối với các hành vi quy định tại điểm B khoản 8 điều này.
quý vị và các bạn, trong số những đơn thư phản ánh của khán giả gửi về cho chương trình, có rất nhiều ý kiến hỏi về vấn đề quy hoạch đất ở hai bờ sông Hồng tại Hà Nội. Và có thể nói vấn đề quy hoạch hai bờ sông Hồng đã được Hà Nội đặt ra từ vài chục năm nay. Và vào năm 2006, chính phủ Hàn Quốc cũng đã có giúp đỡ Hà Nội lập ra phương án quy hoạch với tổng vốn đầu tư hơn 7 tỷ đô la Mỹ, diện tích 1.500 hecta, triển khai từ năm 2008 cho đến năm 2020. Tuy nhiên, dự án sau đó vẫn không có tiến triển gì. Và mới đây, trong buổi tiếp xúc cử tri, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ cho biết, quy hoạch chung phát triển thủ đô đến năm 2030 và tầm nhìn 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt từ năm 2011. Tuy nhiên, cho đến nay thì thành phố vẫn chưa hoàn thành quy hoạch phân khu sông Hồng do vướng mắc chính gắn liền với việc thoát lũ. Vì vậy, việc sử dụng đất ven bãi sông Hồng, nơi có gần 1 triệu người dân đang sinh sống còn gặp nhiều khó khăn và vướng mắc. Và sau đây, chúng tôi xin mời quý vị và các bạn hãy đến với những ghi nhận của phóng viên VTC9. Ông Bối được cha mẹ để lại cho mảnh đất gần 300m² và đã được cấp sổ đỏ hơn 30 năm nay tại phường Linh Nam, quận Hoàng Mai. Tuy nhiên, ba cặp vợ chồng, một già, hai trẻ và bốn đứa cháu nội phải sống chung trong một không gian chật hẹp đã xuống cấp trầm trọng. Với ngôi nhà này, những ngày nắng nóng hơn 40 độ, gia đình ông cũng không thể lắp được điều hòa. Quy định không được xây dựng mới từ năm 2016 ở khu vực ngoài đê làm cho cuộc sống của gia đình ông luôn tạm bợ. 10 khẩu nên là sinh hoạt rất khó khăn, các cháu càng ngày càng lớn nên là muốn để các cháu có điều kiện để xây dựng lại một cái chỗ ở cho nó khỏi mưa dột, bởi vì hiện nay là những nơi mưa là tôi rất hay bị dột và tường đằng sau đổ hết rồi. Còn đây là trường tiểu học Thúy Lĩnh, phường Lĩnh Nam. Hơn 800 học sinh của ngôi trường này hiện đang học trên dãy nhà 2 tầng được xây dựng từ năm 1998 với 10 phòng học. Còn 9 phòng học khác được hình thành từ việc tận dụng lối đi bên hông của dãy nhà để học sinh có đủ chỗ ngồi. Các phòng học tạm thì đều là bằng mái tôn và rất là khó khăn. Thế thì học sinh thì không có nhà thể chất, không có bếp ăn bán trú. Trong quá trình học tập thì thầy và trò nhà trường cũng phải cố gắng rất là nhiều để khắc phục cái khó khăn đấy về cơ sở vật chất. Phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai là nơi có 370 hecta đất ngoài bãi sông Hồng với 11.000 người dân sinh sống, hiện đang phải đối mặt với những khó khăn do việc chậm triển khai quy hoạch. Không chỉ người dân không được xây dựng nhà kiên cố mà hệ lụy lớn hơn là không thể triển khai được hạ tầng xã hội như điện, đường, trường, trạm. Sớm có cái câu trả lời cho nhân dân được biết về cái việc tạm dừng cấp phép này là đến khi nào. Thì với những cái khó khăn và thực trạng như hiện nay và nhất là đến mùa hè nắng nóng như thế này thì phải nói là nhân dân rất là bức xúc trong cái nhu cầu về cải tạo, sửa chữa, nâng cấp cái nhà ở của mình. Do quy hoạch chưa được triển khai đồng bộ trên việc chúng tôi muốn dùng những nguồn ngân sách để đầu tư cho bà con về các cái đường giao thông cũng như là lắp đặt các cái hệ thống về chiếu sáng, về thoát nước là gặp rất nhiều khó khăn. Theo nguyên lý xưa, nhất cận thị, nhị cận giang, một đô thị có phát triển được hay không cũng nhờ vào con sông. Hà Nội được thiên nhiên ưu đãi khi nằm ở hạ lưu của sông Hồng. Nhưng những quy hoạch hiện chưa được triển khai, không chỉ không phát huy được lợi thế cận giang mà còn làm cho cuộc sống của người dân ở đây hàng ngày loay hoay trong điệp khúc chờ quy hoạch. Và thưa quý vị và các bạn, an cư thì mới lạc nghiệp và chúng ta cũng hy vọng rằng người dân ở quanh hai bên bờ sông Hồng sẽ được an cư để đời sống được đi vào ổn định. Và những thông tin chúng tôi sẽ được cập nhật trong những bản tin tiếp theo của chương trình cũng như sẽ gửi đến quý vị. Còn chúng tôi vẫn luôn mong nhận được những câu hỏi cũng như thắc mắc hay là những phản ánh từ quý vị khán giả. Mọi thông tin phản ánh quý vị có thể gửi về địa chỉ kênh VTC9, địa chỉ tầng 7 tòa nhà VTC23 Lạc Trung, Hà Nội. Hoặc quý vị có thể gửi thông tin đến chương trình qua địa chỉ hòm thư VTC9 đường dây nóng a@vtc.gov.vn hoặc theo số điện thoại đường dây nóng 0901812999.